Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 126. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dẫn phu tù chúng tôi về, như các suối miền Nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bỏ lúa mình. Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Thể chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, thể chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Và môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa Thầy, kìa, người ở cùng Thầy bên kia sông Giô-đanh mà Thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói
ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất lên là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chương 50. Này là lời của Đức Giê-hô-va bởi tiên tri Giê-rê-mi phán về Babylon, về đất của người Canđê. Hãy rao, hãy bảo cho các nước và dựng cờ xí. Hãy rao truyền đi, đừng có giấu. Hãy nói rằng Babylon bị bắt lấy, bên đầy hổ thẹn. Merodach bị kinh hãi, hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ. Vì một dân đến từ phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa. Người và súc vật đều trốn tránh và đi mất. Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, trong kỳ đó, con cái Israel và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Chúng nó hướng mặt về Si-ôn, hỏi thăm về nó mà rằng: Hãy đến, liên kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao ước đời đời sẽ không quên. Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Phàm những kẻ gặp đều vồ nuốt chúng nó, và những kẻ nghịch chúng nó đều nói rằng: Chúng ta không đáng tội, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va là nơi ở của sự công bình, tức là Đức Giê-hô-va, sự trông cậy của tổ phụ chúng nó. Hãy trốn ra ngoài Babylon, ra khỏi đất người Canđê. Hãy đi như dê đực đi đầu bầy. Vì này, ta sẽ khiến nhiều dân tộc dấy lên từ xứ phương Bắc và đến nghịch cùng Babylon. Các dân ấy sẽ dàn trận đánh Babylon, và từ đó nó bị hãm lấy. Tên chúng nó bắn như tên của lính chiến giỏi, chẳng trở về không. Canđê sẽ bị cướp lấy. Phàm kẻ cướp lấy nó sẽ được no nê. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi kẻ cướp sản nghiệp ta, vì các ngươi vui mừng hớn hở, vì các ngươi buông lung như bò cái tơ đạp lúa, reo hí như ngựa mập mạnh. Bởi vậy, mẹ các ngươi rất mang xấu hổ, kẻ đẻ các ngươi bị thẹn thuồng. Kìa, nó sẽ làm cuối cùng hàng các nước một đồng vắng, một đất khô khan, một nơi sa mạc. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va, nó sẽ không có người ở nữa, chỉ thành ra nơi hoang vu cả. Phàm những kẻ đi qua gần Babylon sẽ lấy làm lạ và sỉ báng về các tai nạn nó. Hỡi các ngươi là kẻ hay dương cung, hãy dàn trận nghịch cùng Babylon chung quanh. Hãy bắn nó, đừng tiếc tên, vì nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Khá kêu la nghịch cùng nó khắp tư bề. Nó đã hàng đầu, lũy nó sập xuống, tường thành nó nghiêng đổ. Ấy là sự báo thù của Đức Giê-hô-va. Hãy trả thù nó, làm cho nó như nó đã làm. Hãy diệt những kẻ gieo giống trong Babylon, cùng kẻ cầm liềm trong mùa gặt. Vì sợ gươm kẻ ức hiếp, ai nấy sẽ trở về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình.
Israel là một con chiên tan lạc bị sư tử đuổi theo. Trước hết, vua Assyria đã vồ nuốt nó. Nay sau hết, Nebuchadnezzar vua Babylon đã làm tan xương nó ra. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ phạt vua Babylon và đất nó như đã phạt vua Assyria. Đoạn, ta sẽ đem Israel về trong đồng cỏ nó. Nó sẽ ăn cỏ trên cạc Mên và Ba-san. Lòng nó sẽ được no nê trên các đồi Ephraim và Gala-át. Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, bây giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Israel mà không có nữa, tìm tội lỗi của Giu-đa mà chẳng thấy nữa đâu. Vì ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà ta đã chừa lại. Đức Giê-hô-va phán: Hãy lên đánh đất Merathaim và dân cư Phê-cốt. Hãy giết và diệt hết theo sau nó và làm y như mọi điều ta đã dặn ngươi. Tiếng kêu về giặc giả vang động trong đất, tai vạ lớn lắm. Cây búa của cả đất đã bị bẻ gãy là giường nào. Babylon đã trở nên hoang vu giữa các nước là giường nào. Hỡi Babylon, ta đã gài bẫy và ngươi đã mắc vào mà không biết. Ngươi đã bị tìm và bắt được vì đã tranh cạnh cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã mở kho khí giới mình, lấy binh khí của sự thạnh nộ ra, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân có việc phải làm ra trong đất người Canh-đê. Hãy đến từ bờ cõi rất xa nghịch cùng nó. Hãy mở kho tàng nó ra, chất lên như đống. Hãy diệt hết cả, đừng để lại chút gì. Hãy giết mọi bò đực nó, đem xuống hàng thịt. Khốn nạn cho chúng nó, vì ngày chúng nó đã đến, ấy là kỳ thăm phạt chúng nó. Hãy nghe tiếng kêu của kẻ đi trốn, của những kẻ thoát khỏi đất Babylon, đặng rao ra trong Si-ôn sự báo thù của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, sự báo thù về đền thờ Ngài. Hãy gọi hết thảy những kẻ cầm cung, mọi người dương cung đến đánh Babylon, đóng trại chung quanh nó, đừng để cho ai thoát khỏi. Hãy theo công việc nó mà báo trả, làm cho nó trọn như nó đã làm. Vì nó lên mình kiêu ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va, nghịch cùng đấng thánh của Israel. Vậy nên, bọn trai trẻ nó sẽ ngã trên các đường phố, và trong ngày đó, những người đánh giặc của nó sẽ phải nín lặng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi dân kiêu ngạo, này ta hờn giận ngươi, vì ngày ngươi đã đến, ấy là kỳ ta sẽ thăm phạt ngươi. Kẻ kiêu ngạo sẽ siêu tó vấp ngã, không ai dựng lại. Ta sẽ đốt lửa nơi các thành nó, thiêu nuốt mọi sự chung quanh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Con cái Israel và con cái Giu-đa thảy cùng nhau chịu hà hiếp. Phàm những kẻ bắt chúng nó đi làm phu tù đều giữ chúng nó lại, chẳng khứng thả ra. Đấng cứu chuộc chúng nó là mạnh mẽ, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài sẽ đối nại việc chúng nó chắc chắn, đặng cho cả đất được yên nghỉ và làm bối rối dân cư Babylon. Đức Giê-hô-va phán: Gươm dao ở trên người Canh-đê, trên dân cư Babylon, trên các quan trưởng và các người khôn ngoan nó. Gươm dao ở trên những người khoe khoang, chúng nó sẽ nên người dạ dột. Gươm dao ở trên những kẻ mạnh mẽ, chúng nó sẽ bị kinh khiếp. Gươm dao ở trên những xe, ngựa, cùng mọi dân lộn giống giữa nó, chúng nó sẽ trở nên như đàn bà. Gươm dao ở trên những kho tàng nó đều bị cướp giật. Sự hạn hán ở trên các dòng nước nó đều bị cạn khô. Vì ấy là xứ những tượng chạm, chúng nó vì thần tượng mà điên cuồng. Vậy nên, những thú rừng nơi sa mạc sẽ cùng chó rừng làm ổ tại đó. Những chim đà
cũng choáng làm chỗ ở mình. Babylon sẽ không hề có dân cư nữa, và từ đời này đến đời kia người ta sẽ không ở đó. Đức Giê-hô-va phán, nó sẽ giống như Sodom, Gomorrah và các thành lân cận khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành ấy. Sẽ không có dân ở nữa, chẳng một con người nào đến trú ngụ đó. Này, một dân đến từ phương Bắc, một nước lớn và nhiều vua từ các phương đất rất xa bị xui dục. Họ cầm cung và giáo, hung dữ, chẳng có lòng thương xót. Tiếng họ giống như biển gầm. Hỡi con gái Babylon, họ đã cưỡi ngựa mà đến dàn trận để đánh ngươi. Vua Babylon đã nghe tin đó, thì tai người trở nên rã rời. Sự buồn rầu bắt lấy người như cơn đau của người đàn bà sinh đẻ. Này, kẻ thù như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho người canh đê trốn khỏi và lập người mà ta đã chọn cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta, ai là kẻ chăng đứng được trước mắt ta? Vậy, hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã toan nghịch cùng Babylon và ý định Ngài đã lập nghịch cùng đất người canh đê. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, làm cho nơi ở chúng nó trở nên hoang vu. Nghe tiếng Babylon bị bắt lấy, đất đều rúng động và có tiếng kêu nghe ra giữa các nước. Chương 51. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến gió hủy diệt dấy lên nghịch cùng Babylon, nghịch cùng những người ở trong Líp-ca-mai. Ta sẽ sai những người dân ngoại đến sàn sảy Babylon và làm điêu hao đất nó, vì đến ngày khốn nạn chúng nó sẽ đến trên Babylon khắp tư bề. Khá dương cung cự lại kẻ cầm cung và cự lại kẻ mặc áo giáp đi súng xính. Chớ chừa những lính chiến trai trẻ của Babylon, hãy diệt trọn hết cả đạo binh nó. Chúng nó sẽ bị giết, ngã xuống trong đất người canh đê và bị đâm trong các đường phố nó. Israel cùng Juda chẳng bị lìa bỏ bởi Đức Chúa Trời mình, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân. Dầu đất chúng nó đầy tội lỗi nghịch cùng đấng thánh của Israel. Hãy trốn khỏi giữa Babylon, ai nấy khá thoát mạng mình, chớ vì tội nó mà bị chết mất. Vì ấy là kỳ trả thù của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo cho nó. Babylon vốn là một cái chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất. Các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên cuồng. Babylon thình lình bị đổ xuống và tan nát. Hãy vì nó than khóc, hãy lấy nhũ hương chữa đau đớn nó, hoặc nó được chữa lành chăng? Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Babylon, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình, vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung. Đức Giê-hô-va đã tỏ ra sự công bình chúng ta. Hãy đến, rao ra trong Si-ôn công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy chuốc tên, cầm thuẫn cho chắc. Đức Giê-hô-va đã dục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Babylon. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. Hãy dựng cờ xí đánh các tường thành Babylon, khá thêm lính giữ, đặt vọng canh, sắp quân phục. Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân cư Babylon. Hỡi thành giàu có của báo, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã chỉ mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta đông như cào cào. Chúng nó sẽ trỗi tiếng kêu la nghịch cùng ngươi. Chính Ngài là đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình dương các tầng trời ra. Nghe tiếng Ngài, những nước trong các tầng trời om sòm. Ngài khiến hơi nước lên từ các đầu cùng đất, khiến chớp theo mưa,
từ trong kho tàng mình phát ra gió. Vậy nên, phàm người đều mê muội, lãng trí. Thợ vàng đều xấu hổ về tượng đúc của mình, vì tượng đúc nó chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong. Những thần tượng chỉ là hư không, là việc phỉnh dối. Đến ngày thăm phạt sẽ diệt mất cả. Nhưng cơ nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như chúng nó, vì chính Ngài là đấng đã tạo nên mọi vật, còn Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngươi làm búa và khí giới đánh giặc cho ta. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước. Ta sẽ dùng ngươi phá tan ngựa và người cưỡi ngựa, phá tan xe và kẻ cưỡi xe. Ta sẽ dùng ngươi phá tan đàn ông, đàn bà, già và trẻ. Ta sẽ dùng ngươi phá tan trai trẻ và gái đồng trinh. Ta sẽ dùng ngươi phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng và đôi bò nó. Ta sẽ dùng ngươi phá tan các quan cai trị và các quan đề hình. Nhưng trước mắt các ngươi, ta sẽ báo cho Babylon và mọi dân cư canh đê phàm điều ác chi mà chúng nó đã làm tại Sion. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hay hủy diệt, này ta nghịch cùng ngươi, là kẻ đã phá tan cả thế gian. Ta sẽ giá tay trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vần đá, làm cho ngươi thành ra núi bị cháy. Người ta sẽ chẳng từ nơi ngươi lấy đá làm góc cùng đá làm nền nữa, nhưng ngươi sẽ là hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng cờ xí trong đất, thổi kèn trong các nước, sửa soạn các dân đánh nó. Hãy gọi những nước Ararat, Minni, Ashkena đến đánh nó. Hãy lập một quan tướng đạo binh. Hãy khiến những ngựa lên như cào cào. Hãy sửa soạn các nước đánh nó, tức các vua Medi, các quan cai trị nó, các quan đề hình nó, và cả đất mà những người ấy cai quản. Đất rúng động và sầu thảm, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va nghịch cùng Babylon đã đứng vững, để làm cho Babylon thành ra hoang vu, không có dân ở. Những lính chiến của Babylon thôi đánh, cứ ở trong các đồn lũy. Sức chúng nó đã kiệt, trở nên giống như đàn bà. Nhà của nó bị đốt, then gài cửa nó bị bẻ. Lính trạm gặp nhau, sứ giả đụng đầu đặng báo tin cho vua Babylon rằng thành vua ấy bị đánh lấy khắp tư bề. Đò gian bị chiếm giữ, đồng lầy bị đốt cháy bằng lửa, và những lính chiến đã hoảng hồn. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Con gái Babylon giống như sân đạp lúa đến kỳ đạp lúa, còn ít lâu nữa kỳ mùa gặt sẽ đến cho nó. Nebuchadnezzar, vua Babylon đã nuốt ta, nghiền ta, bỏ ta như bình trống không, nuốt ta như con vật lớn, lấy của ngon ta làm no bụng người, đuổi ta ra khỏi. Dân cư Sion sẽ nói rằng: Nguyền sự bạo ngược đã làm cho ta và xác thịt ta xuống trên Babylon. Jerusalem sẽ nói rằng: Nguyền cho huyết ta đổ trên dân cư canh đê. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đối nại việc ngươi, trả thù cho ngươi. Ta sẽ làm khô biển nó và làm cạn tắc nguồn nó. Babylon sẽ trở nên đống hư nát, hang chó rừng, trò gỡ lạ và sĩ bán, không có dân ở nữa. Chúng nó sẽ cùng nhau gầm thét như sư tử tơ, rống như sư tử con. Khi chúng nó càng nóng nảy lắm, ta sẽ dọn tiệc cho và làm cho say, hầu cho chúng nó được vui mừng và ngủ một giấc đời đời không thức dậy nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho chúng nó xuống hàng thịt như chiên con, chiên đực và dê đực vậy. Sê-sát đã bị chiếm lấy, và thành mà cả thiên hạ đều ngợi khen đã bị bắt là thế nào? Babylon đã trở nên sự hoang vu giữa các nước là thế nào? Biển lên ngập Babylon, nó bị muôn vàng luồng sóng bao bọc lấy. Các thành nó đã trở nên hoang vu, đất khô, nơi sa mạc, đất không dân ở, không con người nào đi qua. Ta sẽ đoán phạt bên trong Babylon, sẽ móc vật nó đã nuốt ra khỏi miệng nó. Các nước
sẽ chẳng đổ về nó nữa. Tường thành Babylon cũng sẽ siêu đổ. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi giữa nó, ai nấy khá cứu mình khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Lòng các ngươi chớ nhút nhát, chớ sợ hãi vì những tin đồn ra trong đất này. Vì năm nay một tin đồn đến, rồi sau năm khác cũng có tin đồn. Có sự bạo ngược trong đất, kẻ cai trị nghịch cùng kẻ cai trị. Vậy nên, này những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Babylon. Cả đất nó sẽ bị xấu hổ, những người bị giết sẽ ngã xuống giữa nó. Lúc đó, các tầng trời, đất và mọi vật trên đất đều cất tiếng reo vui vì Babylon, vì những kẻ hủy hại từ các miền phương Bắc ào đến trên nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Như Babylon đã làm cho kẻ bị giết của Israel ngã xuống, cũng vậy, kẻ bị giết của Babylon cũng sẽ ngã xuống trong cả đất mình. Các ngươi là kẻ đã tránh khỏi gươm, hãy đi, đừng đứng lại. Từ phương xa, hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va và tưởng tới Jerusalem. Chúng ta hổ ngươi vì sự sỉ nhục mà mình đã nghe, sự hổ thẹn đầy mặt chúng ta vì kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, ta sẽ đoán phạt các tượng chạm của Babylon, cả trong đất nó, những người bị thương sẽ rên xiết. Dầu Babylon dấy lên tận trời, dầu nó làm thành rất cao cho kiên cố, ta cũng sẽ sai những kẻ hủy hại đến nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Từ Babylon dấy lên tiếng khóc than và tiếng hủy hoại lớn vang ra từ đất người Canđê. Vì Đức Giê-hô-va làm cho Babylon ra hoang vu, dứt tiếng ồn ào trong ấy. Sóng chúng nó gầm thét như nhiều nước, tiếng chúng nó vang ra. Thật, kẻ tàn hại đã ào đến trên Babylon. Những kẻ mạnh mẽ của nó bị bắt, cung chúng nó bị gãy. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hay báo trả, Ngài chắc sẽ báo trả cho. Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ làm cho say các quan trưởng, các kẻ khôn ngoan, các quan cai trị, các quan đề hình cùng những lính chiến của nó. Chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh thức nữa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Tường thành Babylon dầu rộng lắm sẽ bị đổ xuống hết, cửa nó dầu cao lắm sẽ bị lửa đốt cháy. Ấy vậy, các dân khó nhọc mà chẳng được gì, các nước làm việc cho lửa và đều mệt mỏi. Này là lời của tiên tri Jeremy dặn Seraya, con trai Neria, cháu Mahaseya, khi người đi với Sê-đê-kia vua Giu-đa qua nước Babylon trong năm thứ tư đời vua ấy. Bây giờ Seraya làm quan nội đại thần. Jeremy chép vào sách hết thảy các tai nạn phải đến cho Babylon, tức mọi lời đã được chép về Babylon. Jeremy nói với Seraya rằng, khi ngươi đã đến Babylon, khá lo đọc hết những lời này. Rồi ngươi khá nói, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã phán rằng sẽ hủy diệt thành này, và nơi này sẽ không ai ở nữa, từ loài người cho chí loài vật cũng không, song sẽ nên một nơi hoang vu đời đời. Khi ngươi đã đọc sách này xong, thì khá cột vào sách một cục đá mà ném xuống giữa sông Euphrates và khá nói rằng Babylon sẽ chìm xuống như vậy. Nó sẽ chẳng còn trỗi dậy nữa vì tai nạn mà ta sẽ giáng trên nó. Chúng nó sẽ mỏi mệt. Lời của Jeremy đến đây. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi,
những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.